chào Nét Lớp. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Japan Daily Top News, nơi cung cấp những thông tin thú vị nhất về Nhật Bản, Việt Nam và các nước trên thế giới. Và ngay sau đây là những thông tin nổi bật nhất trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước tiên, quý vị khán giả đừng quên tải ngay app Nét Lớp để đón xem những chương trình hấp dẫn nhé. Ngày 15 tháng 10, chính phủ Nhật Bản đã công bố bản đề cương kế hoạch mới để ứng phó với dịch Covid-19. Đáng chú ý, chính phủ dự định sẽ bố trí khoảng 80% giường ở các bệnh viện để dành cho các bệnh nhân Covid-19 và yêu cầu các bệnh viện công lập phải bố trí thêm giường bệnh cho các đối tượng này. Thủ tướng Kishida có thể sẽ yêu cầu người dân tuân thủ các biện pháp hạn chế hoạt động nghiêm ngặt nếu Nhật Bản phải chứng kiến sự gia tăng mạnh về số ca nhiễm mới. Ngày 14 tháng 10 là ngày đường sắt ở Nhật Bản. Nhân sự kiện này, mới đây, công ty Wakayama Electric Railway miền Tây Nhật Bản đã cho lắp một chiếc đồng hồ có hình mặt mèo trên sân ga tại nhà ga Wakayama trên tuyến Kishigawa. Chiếc đồng hồ có đường kính 70cm, có gắn hai tai mèo, một màu đen, một màu nâu. Ngoài ra còn có 3 sợi râu trắng ở mỗi bên má. Trong lễ khai trương, một chú mèo tam thể tên là Nitama đã cho ra mắt chiếc đồng hồ. Mèo Nitama đang là trưởng ga tại một nhà ga khác trên chuyến tàu này. Nitama là chú mèo thứ hai đảm nhiệm vai trò trưởng ga sau khi chú mèo đầu tiên Tama qua đời vào năm 2015. Các quan chức của công ty đường sắt cho biết Tama đã giúp hồi sinh ngành du lịch Nhật Bản ở Wakayama. Tokyo Lantern Dinner, bữa tối lồng đèn Tokyo, là một sản phẩm phục vụ thực khách mùa dịch bệnh mới ra mắt từ ngày 13 tháng 10 tại khách sạn Hoshinoya Otemachi ở Tokyo. Bàn ăn sẽ treo thêm các đèn lồng lớn bọc nhựa dẻo trong để thực khách có thể tận hưởng bữa ăn mà không sợ ảnh hưởng, tiếp xúc gần với người bên cạnh. Khách sạn sử dụng lồng đèn của một cửa hiệu ở cố đô Kyoto có từ thời Edo. Chúng có đường kính 75cm và cao 102cm với độ mỏng của lớp nhựa trong là 0,15mm. Thực khách muốn trải nghiệm có thể đặt bàn trước với giá 30.000 yên khi theo nhóm hoặc 21.780 yên khi đi riêng. Thực đơn có nhiều món lên men, sử dụng các gia vị truyền thống của Nhật như miso, xì dầu, cũng như các đồ ăn kèm muối sẵn như cá muối, dưa muối. Nếu bạn có rất nhiều dự định nhưng luôn cảm thấy bản thân lười biếng, chẳng muốn làm gì, thì hãy bắt đầu áp dụng phương pháp Kaizen của người Nhật nhé. Kaizen còn được gọi là nguyên tắc 1 phút để cải thiện bản thân, là một phương pháp chống lười cực kỳ hiệu quả của người dân xứ sở Hoa Anh Đào. Cụ thể, Kaizen yêu cầu bạn cam kết thực hiện một hoạt động ít nhất 1 phút một ngày vào cùng một thời điểm. Ví dụ, nếu bạn chơi một loại nhạc cụ, bạn phải dành 1 phút để làm việc đó hàng ngày. Dù có lười biếng đến đâu, bạn cũng phải hoàn thành nó. Khi làm quen với việc 1 phút mỗi ngày, bạn sẽ có thể tăng giới hạn thời gian dần dần, đôi khi kéo dài đến 1 giờ. Bạn không thể thực hiện Kaizen 1 hoặc 2 lần và mong đợi kết quả ngay lập tức. Bạn phải làm điều đó trong thời gian dài. Trích lời của Masaaki Ibai, người phát minh ra phương pháp thú vị này. Mới đây, nhà sản xuất thép Nippon Steel cho biết đã đệ đơn kiện Toyota và Baoshan Iron and Steel, một công ty con của tập đoàn thép quốc doanh Trung Quốc Baowu, vì hành vi vi phạm bằng sáng chế với thép silic kỹ thuật điện không định hướng được sử dụng trong chế tạo động cơ xe điện. Động thái pháp lý mở ra một cuộc tranh chấp sở hữu trí tuệ hiếm hoi giữa nhà sản xuất thép lớn nhất Nhật Bản và một trong những khách hàng hàng đầu của họ. Nippon Steel muốn một khoản bồi thường khoảng 20 tỷ yên, tức là 176 triệu USD từ mỗi bên, và buộc Toyota ngừng sản xuất và kinh doanh những chiếc xe điện có sử dụng loại thép này. Về phía Toyota cho biết rằng vấn đề nên được thảo luận giữa các nhà sản xuất vật liệu và việc Toyota bị kiện là vô cùng đáng tiếc. Hãng Reuters ngày 16 tháng 10 đưa tin Nhà Trắng thông báo sẽ dỡ bỏ các giới hạn đi lại phòng chống Covid-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh từ ngày 8 tháng 11, chấm dứt quy định lịch sử kéo dài suốt 21 tháng. Quy định giới hạn đi lại đã khiến hàng triệu người từ Trung Quốc, Canada, Mexico, Ấn Độ, Brazil, phần lớn châu Âu và nhiều nơi khác không đến được Mỹ, gây thiệt hại về du lịch ở Mỹ cũng như các khu vực kinh tế gần biên giới. Nhiều người hoan nghênh thông báo mới, trong đó có đại sứ Thụy Điển tại Mỹ, Stace Karin Olofsdotter, gọi đó là tin tức rất được chào đón. Đài Sky News đưa tin, nghệ sĩ David Ames, 69 tuổi, thuộc đảng bảo thủ, đã bị đâm nhiều nhát trong lúc gặp cử tri tại khu vực bầu cử do ông đại diện ở Southern West ở hạt Essex, miền Đông Anh. Vì nghệ sĩ được điều trị ngay tại hiện trường nhưng không qua khỏi. Cảnh sát Essex thông báo trên Twitter rằng đã bắt giữ được một người đàn ông 25 tuổi và thu giữ một con dao sau vụ việc tại Leigh-on-Sea và không tìm kiếm nghi phạm nào khác.
hiện chưa rõ động cơ của hung thủ. Báo cáo điều tra công bố vào ngày 15 tháng 10 của Bộ Tài chính Mỹ cho biết tổng số tiền chuộc phải trả cho tin tặc riêng trong năm 2021 tính tới lúc này đã nhiều hơn tổng số tiền phải trả trong 10 năm trước đó. Cụ thể, theo chuyên trang công nghệ Record, xác định được khoảng 5,2 tỷ USD trong các giao dịch thanh toán bằng Bitcoin có liên quan tới những khoản trả tiền chuộc cho tin tặc. Thông qua dữ liệu điều tra về các vụ tin tặc tống tiền nửa năm 2021, có thể thấy loại hình tội phạm này đang ngày càng đe dọa nhiều hơn tới các lĩnh vực tài chính, kinh doanh và dịch vụ công. Tân Hoa Xã đưa tin tên lửa đẩy Trường Chinh 2F vừa cất cánh từ trung tâm phóng vệ tinh Tử Tuyền ở tỉnh Cam Túc vào lúc 23 giờ 23 phút, tức là 0 giờ 23 phút ngày 16 tháng 10 theo giờ Trung Quốc. Tên lửa đưa tàu vũ trụ Thần Châu 13 cùng 3 phi hành gia lên không gian. Các phi hành gia sẽ sống và làm việc trên không gian trong khoảng 6 tháng, khoảng thời gian ở trong không gian lâu nhất của những du hành gia vũ trụ Trung Quốc. Trong sứ mệnh lần này, các phi hành gia sẽ thử nghiệm các công nghệ và robot trên mô đun Thiên Hòa để lắp ráp trạm không gian, kiểm tra hệ thống hỗ trợ sự sống và thực hiện nhiều thí nghiệm khoa học. Đài CNN ngày 15 tháng 10 đưa tin một bức tranh bị hủy nửa chừng của họa sĩ bí ẩn Banksy vừa được bán với giá lên đến 18,5 triệu bảng Anh, tức là 576,3 tỷ đồng, trở thành tác phẩm nghệ thuật được bán với giá cao nhất của họa sĩ này. Tác phẩm Love in the Bin, đàm dịch là tình yêu trong sọt rác, được bán bởi nhà đấu giá Sotheby's ở London, Anh vào ngày 14 tháng 10, vừa kỷ lục cả bức Game Changer, từng được bán với giá 16,7 triệu bảng Anh. Love is in the Bin là tên mới của bức tranh Girl with the Balloon, tạm dịch là cô gái với bong bóng, trước đó được dự kiến bán với giá 6 triệu bảng Anh. Banksy là một họa sĩ, nghệ sĩ graffiti ẩn danh và giấu mặt, đồng thời là một đạo diễn, nhà hoạt động chính trị người Anh. Cô Chagi, 24 tuổi, sống ở tỉnh Karabuk của Thổ Nhĩ Kỳ, được kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là người phụ nữ cao nhất thế giới với chiều cao 2,15 mét vào ngày 14 tháng 10. Cô mắc hội chứng Weaver, một bệnh hiếm gặp về gen gây ra phát triển nhanh cùng một số bất thường khác. Cô Kelly thường phụ thuộc vào xe lăn hoặc một khung đi bộ để di chuyển xung quanh. Cho hay, cô hy vọng dùng danh hiệu là người phụ nữ cao nhất thế giới của mình để nêu cao nhận thức về những bệnh rối loạn gen như hội chứng Weaver. Theo lộ trình, từ ngày 16 tháng 10 đến tháng 12 năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đóng dần các bệnh viện dã chiến đang được sử dụng tại các ký túc xá, trường học để sinh viên có thể đi học trở lại. Bắt đầu từ ngày 16 tháng 10, bệnh viện dã chiến số 1 ở ký túc xá Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức đóng cửa. Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết chỉ giữ lại các bệnh viện dã chiến số 13, 14, 16 là các bệnh viện dã chiến lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh để sẵn sàng ứng phó khi F0 mới xuất hiện. Lo ngại lao động Việt Nam nếu bị nhiễm bệnh sau khi nhập cảnh sang Hàn Quốc sẽ không có khả năng chi trả các chi phí y tế, điều trị vào ngày 16 tháng 10. Bộ Lao động Thương binh Xã hội vừa báo cáo Thủ tướng về việc cho phép người lao động đi làm việc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài đi làm việc tại Hàn Quốc, gọi tắt chương trình là EPS, được mua bảo hiểm COVID-19. Theo Bộ Lao động Thương binh Xã hội, đây là giải pháp Việt Nam có thể chủ động triển khai ngay, kịp thời nắm bắt cơ hội gia tăng lao động sang làm việc tại Hàn Quốc trong năm 2021 và những năm tiếp theo, giải quyết việc làm, thu nhập cho người lao động. Sáng ngày 16 tháng 10, Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội vừa ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Dũng, 51 tuổi và vợ là Trần Thị Hương, 46 tuổi, cùng trú ở xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức để làm rõ tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng cuối năm 2017 đến tháng 3 năm 2019, vợ chồng Dũng tổ chức chơi hụi trên địa bàn huyện Mỹ Đức. Đến lịch lấy tiền hụi, người dân nhiều lần liên hệ với vợ chồng Dũng, Hương nhưng không được, đã trình báo công an huyện Mỹ Đức. Công an huyện Mỹ Đức xác định vợ chồng Dũng và Hương đã bỏ trốn khỏi địa phương, chiếm đoạt số tiền lên đến 3 tỷ đồng. Ngày 16 tháng 10, công an tỉnh Lai Châu cho biết vừa bắt giữ Triệu Vạn Phúc, 40 tuổi, ở bản Đội 4, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, Lai Châu, là nghi phạm giết người cướp của. Trước đó, ngày 11 tháng 10, người dân phát hiện thi thể bà Chéo Mí Nải, 50 tuổi, ở khu rừng thuộc bản Bành Phán, xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ. Theo lời khai của Phúc, do biết nạn nhân cần tìm thầy cúng để giải hạn nên nảy sinh ý định giết người cướp tài sản. Phúc yêu cầu bà Nải chuẩn bị lễ giải hạn gồm 15 kg bạc, 3,6 gram vàng, 36 triệu đồng tiền mặt và nhiều vật dụng khác. Sau đó, Phúc tìm lấy cây lá ngón mang về nấu lấy nước. Trong quá trình làm lễ cho bà uống, sau khi thấy bà Nải nằm bất động, Phúc đã cướp toàn bộ tài sản của nạn nhân mang về chôn giấu ở nương chè ở gia đình.
Tối ngày 15 tháng 10, Sở Truyền thông và Thông tin tỉnh Quảng Nam cho biết vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đinh Hữu Thoại, 48 tuổi, hiện trú tại khu phố Tiên Bình, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam về hành vi xuyên tạc quỹ vaccine COVID-19. Theo đó, ngày 18 tháng 6 vừa qua, ông Đinh Hữu Thoại sử dụng tài khoản Facebook có tên Đinh Hữu Thoại, ID có tích xanh, cung cấp thông tin sai sự thật với nội dung quỹ vaccine là quỹ lừa đảo. Kẻ lừa đảo thì mang tiền đi gửi nhà băng lấy lãi, kẻ bị lừa thì ngậm bồ hòn làm ngọt. Căn cứ các quy định, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Quảng Nam đã xử phạt 7,5 triệu đồng đối với ông Đinh Hữu Thoại, buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật đã nêu. Và thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Japan Daily Top News của chúng tôi ngày hôm nay. Khánh Huy xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin ngày mai. Xin chào TV, xin chào Net Love.